An xin kính chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2024. Em có về rất là nhiều dòng điện thoại nha cả nhà và máy tính bảng nha. Bây giờ em sẽ review test máy, báo giá chi tiết máy, tình trạng máy. Cô bác chị xem ưng mẫu nào các bạn Zalo em sẽ gửi hình nha. Chiều tầm 4:30 5 giờ em bán sau lưng sân động đối diện trung tâm văn hóa Nhà Tròn, phường 2 đường Trương Định, thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Em ship có ship toàn quốc nha, miền Tây, miền Nam, miền Bắc em đều ship hết. Nói chung là khách mua là em ship nha. Hôm nay ship, ngày mai tới. Rồi bây giờ em sẽ review. Bên em bán hàng tình trạng sau báo hết nha cả nhà. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha. Bên em là cho xem hàng trước lúc nhận hàng, còn shipper không cho xem hàng. Thì cô bán chị kêu shipper liên hệ với em, em sẽ cho xem hàng, hàng y hình y video nha. Bên em không bao giờ ship hàng tầm 7 giờ hết nha. Rồi Samsung A30 đi. Samsung A30 QTC, màn hình 6.4, pin 4000 cây, này là phiên bản đặc biệt nha, màn LED nha. RAM 464GB. Full chức năng nha. A30 RAM 464GB, màn hình 6.4, pin 4000 luôn. 64GB, nó thường chỉ RAM 332 thôi nha. Cây này RAM 464. Rồi, 1.600.000 cho cô anh chị ha. RAM 464, màn hình 6.4, pin 4000 QTC, hỗ trợ sạc nhanh, đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị nha. Đi kiểm ốp lưng dây sạc, hôm nay em hết chi gân khách hàng rồi nha. Hôm nay em hết tặng cốc sạc rồi nha cả nhà. Đi kiểm ốp lưng dây sạc nha. Rồi 1.600.000 thì có anh chị luôn. Samsung A30. Có anh chị nào có nhu cầu xem hình các bạn Zalo gửi hình nha, cây này đẹp trên 90% nha. Em bán tầm giá 4-500 tới 2 triệu 2 triệu mấy đổ lại tùy theo khách mua nha. Mình có thể test không sau thân, sau thân hoặc là mình test lúc hôm nha. Bên em bán máy là không bể ám ố đổ mực bể màn hình gì hết nha. Còn máy mà liền nguồn gốc em cũng nhập bán cho cô anh chị nữa nha. Đó, tết cảm ơn á. Rồi, cây này Samsung A03 nha. A03 màn hình thì 6.5, pin thì 5000. Cây này Android nó có 13 chấm rồi nha cả nhà. Android 13 chấm. Samsung A03. Hai SIM một thẻ nhớ luôn. Rồi. Cây này giá là 1.600.000 cho cô anh chị luôn nha. Android 13.1 triệu 600.000, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn nha. Cái này là pin cao, Android cao luôn ha. RAM 32GB. Rồi G7 RIM nè cả nhà. G7 RIM. Máy cũng đẹp trên 80% 90% nha. RAM 32GB. Cái G7 RIM này thì RAM 32GB xài được tất cả các ứng dụng luôn. Xài Zalo, Facebook, YouTube, TikTok làm chứng minh luôn ha. Tải được app làm chứng minh luôn. Cây này 900.000 cho cô bán chị luôn. Chị gửi riêng 900.000. Rồi iPhone ha. iPhone 5 thường đi. 5 thường thì 600.000 cho cô bán chị luôn. 5 thường 600.000, em cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng luôn cho cô bán anh chị ha. Màu bạc đi kèm ốp lưng dây sạc luôn. Rồi 5S luôn nha. 5S cây này 16GB, màn hình nhỏ gọn nha. Rồi cây này hết pin này, em quên em kia sạc luôn. Màu bạc luôn nha. Cây này 5S thì nó là 850 nha. Màu bạc, của bán chị nào có nhu cầu xem hình thì các bạn nhớ lên gửi hình nha. Rồi 850.000. 5S, 5 thường thì 600.000. Cô bán chị nào muốn tới chỗ em mua máy trước khi đi điện thoại em giùm ha. Nói chung là miền thành phố về thì tới Nghĩa Trang Liệt Sĩ Long An cứ điện em. Còn miền Tây lên thì tới bến xe Long An điện em. Nói chung cô bán chị cứ tới Tân An Long An điện em. Chiều 4:30 5 giờ thì em bán sau lưng sân động nha. Ban ngày thì em bán 24/24. Em dắt vô cửa hàng vô nhà em mua máy ha. Chiều thì em bán ở đường, ở phường 2 đường Trương Định. Còn ban ngày thì muốn tới chỗ mua máy, xe máy thì dắt vô nhà vô cửa hàng coi máy. Em ship thì ship toàn quốc, đa phần khách của em thì ở xa không nhân cả nhà. Rồi iPhone 6 lút nha. 6 lút, cây này 64GB, mất chân tay nha. Máy sạch không dướng tài khoản luôn. Đây 6 lút, máy sạch không dướng tài khoản. 64GB nha, em có 2 cây nha. 1.500.000 cho cô bán chị. 64GB mà 1.500.000 nha. Đây này cũng hết pin rồi. Máy sạch không dướng tài khoản nha, màu vàng đồng nha. 6 lút. Rồi 6S lút luôn nha. 6S lút màu bạc, cây này 32GB còn dân tay nha cả nhà. Tải sẵn ứng dụng cho cô bán chị luôn ha. Coi trực tiếp đá bóng luôn, Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn. Máy sạch không dướng tài khoản luôn nha.
Bên em là bán iPhone là dòng trái táo là máy sạch nha, không dướng tài khoản nha. Tình trạng tao báo hết cho khách, tại vì giờ nói chung khách mình á, cộng đồng mạng á, dân mình ai cũng biết về công nghệ đó, nên bán máy là máy sạch không dính tài khoản, tình trạng sao báo hết cho khách. Bán hàng là chữ tín đi đầu nha cả nhà. Em bán máy cho khách là quan trọng nhất là màn hình và pin ha. Các anh chị khỏi lo hai vấn đề đó. Bên em bán máy là có sao nói vậy. Còn có bán chị mình mua máy về, nhiều khi mình không biết xử lý máy thì cứ liên hệ với em ha. Em sẽ hỗ trợ và cho nhân viên hỗ trợ cho các anh chị luôn. Rồi. Oppo A9 2020, Android 11. RAM 6 cộng 5 là 11 RAM. 128GB, 2.050.000 cho các anh chị ha. Đây này hiện em còn đang sale 2.050.000, chưa tay xi luôn, đẹp trên 90% ha. Máy màu xanh đen luôn. A9 2020, RAM 6 cộng 5 là 11 RAM, 128GB, 2.050.000. Rồi tiếp theo Samsung á, Samsung A22 Aibo là màn hình 6.4 6.5. Samsung A22 màn LED nha cả nhà. Màn LED nha, anh tăng độ sáng lên nha. Samsung A22 đây. Mình làm YouTube, làm TikToker, bán hàng online đều được ha. Bên em bán Samsung tất cả các dòng chính hãng hết nha. Máy riêng màn riêng luôn. RAM 6 128GB. Samsung A22 2.800.000 cho các anh chị luôn. Đi kèm ốp lưng dây sạc cốc sạc cho các anh chị luôn. Vân tay còn đầy đủ ha. Dán thường lực, ốp lưng dây sạc 2.800.000 cho các anh chị, đẹp trên 95% nha. Máy riêng màn riêng luôn. Rồi tiếp theo Samsung A71 luôn. Samsung A71 màn hình thì 6.7 luôn nha cả nhà. RAM 8 128GB nha. A71 RAM 8 128GB, màn hình 6.7. Nên thanh lý cây này luôn nha. Full chức năng, giá 3 triệu cho các anh chị nha. 3 triệu. Đó, lò lớn ha, màn hình to ha. Màn hình mình to cỡ bằng cái máy tính bảng luôn. A71. Màn hình to bằng cái máy tính bảng luôn. RAM 8 128GB, Android 13 chấm, pin thì 4.500. Full chức năng nha. Cam nè, cam trước, cam sau. Rồi 3 triệu cho các anh chị ha. 3 triệu. Đẹp trên 95%, đi kèm ốp lưng dây sạc cho các anh chị luôn. Rồi tiếp theo em có về Samsung Note 8 nha. Samsung Note 8 màn hình thì 6.5, 6.6 nha. Samsung Note 8. À em lộn, cái này 6.6, 6.7 chứ. Samsung Note 8 256GB nha. Đây là phiên bản đặc biệt 256GB. Điểm tối ưu đó. 256GB nha cả nhà. RAM 8 256GB. Bộ nhớ. À cái này RAM 6 ha. RAM 6 256GB. QTC nha. Rồi cây này 2.600.000 cho các anh chị nha. Note 8 nha, 2.600.000. Note 8 có cây viết luôn nha cả nhà. Các anh chị nào mình thích xài viết thì mình cứ lấy ha. 2.600.000 cho các anh chị luôn. Note 8 của anh chị nào có nhu cầu xem hình, các bạn Zalo gửi hình nha. Màn hình công nha. Màn hình công có cây viết luôn. Note 8 2.600.000, máy màu đen luôn. Rồi tiếp theo Oppo nha. Oppo Reno, Reno 4 nha. Oppo Reno 4 em có 2 cây nha cả nhà. Oppo Reno 4 RAM 8 cộng 3 là 11 RAM, Android 12.128GB nha. Reno 4 có 2 cây màu đen ha. Màu xanh đen nè, đẹp keng luôn nha nè. Bo nè. Cái này đẹp trên 95% nha. Full chức năng nha cả nhà. Chưa tay xi hỗ trợ sạc nhanh. 2.500.000 cho các anh chị luôn nha. Reno 4 2.500.000. Máy màu đen và máy màu xanh. Đây cây màu xanh nè. Màn hình 6.5, pin 5.000 luôn. Chưa tay xi hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Rồi Reno 4 đi kèm ốp lưng dây sạc cho các anh chị luôn nha. Rồi cây này giá là 2.500.000 cho các anh chị luôn nha. Reno 4 nha.
2.500.000. Rồi tiếp theo em có iPhone nha, iPhone 13 Pro Max dung lượng 512GB nha, 13 Pro Max dung lượng 512GB full chức năng nha, máy màu xám lông chuột luôn, 1.900.000 cho cô bánh chị luôn. 13 Pro Max máy đẹp trên 90% nha, 1.900.000. Cô anh chị nào có nhu cầu xem hình các bạn Zalo em gửi hình nha. Hàng y hình y video không giờ ship hàng trình bày cho khách nha. Có sao nói vậy nha. Rồi 1.900.000. Rồi tiếp theo Oppo A5s. Oppo A5s màn hình thì 6.2 pin 4.2 luôn, RAM 32GB, giá là 1.200.000 cho cô anh chị luôn. Oppo A5s hay là đẹp trên 90% ha, 1.200.000. Rồi Redmi C30S nha, Redmi C30S 32GB, màn hình 6.5 pin 5.000 luôn, 1.550.000 cho quán chị ha, 1.550.000. Cái dòng Redmi được cái màn hình nó to, rồi đánh game liên quân Free Fire được luôn ha, pin thì 5.000, giá chỉ 1.500.000 là xài ok rồi hết nha cả nhà. Rồi Huawei Nova 3i lưng đá nhan máy màu xanh, RAM 4 128GB, giá 1.400.000 cho cô bán chị luôn. Huawei 3i đánh game liên quân Free Fire được luôn nha, 128GB, 1.400.000 cho cô bán chị luôn. Huawei 3i. Rồi Samsung A03 Core luôn, màn hình 6.5 pin 5.000 luôn. A03 Core mình xài được tất cả các ứng dụng, màn hình nó to là cả nhà, rồi pin nó cũng cao nữa, pin trâu bò, nó xài cũng phải là 6-7 tiếng đồng hồ nó mới hết pin ha. Cái cây này làm nay một tuần lễ 10, bữa nay em chưa sạc pin luôn đó nha, pin nó trâu cỡ vậy đó, xài ok nha. Giá chỉ 1.350.000 cho quán chị luôn nha, 1.350.000. Rồi tiếp theo Samsung A31 nha, màn LED Samsung A31 màn hình thì 6.4, 6.5, pin thì 5.000 luôn ha. Cái này RAM 6 128GB, RAM 6 128GB, 2.400.000 cho các anh chị luôn nha, 2.400.000. A31 máy màu đen luôn. Rồi tiếp theo Oppo luôn, Oppo A16K nha, màn hình 6.4, 6.5, A16K màn hình 6.5, pin thì 4.500 nha. A16K RAM 32GB, giá 1.650.000 cho các anh chị luôn. A16K 1.650.000, máy riêng mạng riêng nha, Oppo chính hãng luôn, 1.650.000 cho cô bánh chị luôn. A16K RAM 3 cộng 1 là 4 RAM ha, 32GB Android nó tới 11 chấm rồi nha, xài được tất cả các ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn nha cả nhà. Rồi Oppo A92 luôn, tiếp theo Oppo A92 màn hình thì 6.5 pin 5.000 luôn, A92 máy riêng mạng riêng luôn. Nói chung máy chú luôn nhập về bán cho cô anh chị em đã test ok, nghiêm chỉnh hết camera trước, camera sau, chuông lo âm lượng, tất cả các ứng dụng cấu hình nha. Cô anh chị an tâm, nếu mà mình chưa tin tưởng thì mình cứ nhận hàng, mình xem hàng, mình test máy ok, mình hãy nhận hàng. Còn mình tin tưởng rồi thì mình cứ nhận hàng ha. Rồi A92 này, có bò A92, 128GB ha, RAM 8 cộng 3 là 11 RAM, 128GB Android 11 chấm ha, A92. Rồi 2.500.000 cho cô anh chị ha, A92 2.500.000. Rồi tiếp theo em có về A93 luôn nè, A93 lâu lâu cũng có một cây luôn, màn hình 6.5, pin thì cũng 5.000, 128GB luôn ha, RAM 4 cộng 3 là 7 RAM, 128GB, A53 Android nó 12 chấm luôn, đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị ha. Hỏi em có tặng cốc sạc nhưng mà nay em hết tri ân, hết tri ân khách hàng nha cả nhà. Tại ăn mừng bán hàng 5 năm trên mạng á, ngày nay em chỉ kèm dây sạc với cốc sạc cho cô anh chị thôi. Rồi cây này giá là 2.250.000 cho cô anh chị ha. Oppo A53 2.250.000. Rồi tiếp theo em có về cây Note ha, Samsung Note 10 Lite,
Rồi nay em cũng có khuyến mãi cho cô bác anh chị ha. Nay em có chương trình khuyến mãi thôi. Cô bác anh chị nào có mua cái dòng máy này em có khuyến mãi kèm theo á, tặng tặng cạc điện thoại cho cô bác anh chị 50k ha, tặng cho một cái cạc 50k. Rồi. Mình cào ra ha. Rồi lót 10 like nha. Lót 10 like em coi 13 chấm. Có cây viết luôn nha cả nhà, lót 10 like này có cây viết cây này đẹp trên 95% nha. 181 128 ghi có cây viết luôn. Hai chi taxi hỗ trợ thật nhanh nha. Lót 10 like 181 128 ghi. 3 triệu 200 ngàn cho cô bác anh chị nha. Cái máy này khách nào mua thì em sẽ tặng thẻ cào ha. Thẻ cào 50k cho cô anh chị, muốn lấy Viettel thì tặng Viettel, muốn lấy Mobi thì tặng cho Mobi ha. Rồi, cây này thì em tặng thẻ cào cho cô anh chị 50k ha. Giá 3 triệu 200 ngàn cho cô anh chị. Đây là chương trình đầu tiên của em ha. Mốt trong kênh của em sẽ có nhiều chương trình ưu đãi riêng cho khách nữa. Từ từ em sẽ áp dụng nha cả nhà. Cây nó 10 like này là giá là 3 triệu 2 nha. Bằng led luôn, full chức năng luôn, test camera cho cô anh chị nè. Rồi trước rồi là sao ha. Rồi 3 triệu 200 ngàn cho cô anh chị luôn, lót 10 like. Rồi tiếp theo Oppo Reno 5 nha. Oppo Reno 5 máy màu xanh nè, màu tím, tím 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 đen nha. Có máy màu tím đen luôn. Oppo Oppo Reno 5G nha. Oppo Reno 5G cây này em bán là bán hữu nghị cho cô anh chị luôn, bán sale lâu lâu có một cây này bán thanh lý sale luôn. Ram 8 cộng 8 là 16 ram ha cả nhà, 128 GB ha. Cây này đúng giá là phải bán của em là em bán là 2 triệu 800 ngàn cho cô anh chị luôn á. Em coi 13 chấm nhưng mà cây này em sale là em tri ân khách hàng lâu, thanh lý sale lâu lâu mình có một cây bán giải trí cho cô anh chị luôn, không cần lời luôn. Rồi 2 triệu 600 ngàn cho cô anh chị ha. Rồi luôn 5G 2 triệu 600 ngàn. Rồi Samsung A51 luôn nha. Samsung A51 màn hình 6.5, pin 4 ngàn, vân tay còn đầy đủ, vân tay màn hình nha, màn led luôn. RAM 6 128 GB. Rồi cây này đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn nha, 2 triệu 600 ngàn. Hai sim một thẻ nhớ, đa phần máy bên em là hai sim một thẻ nhớ nha, chỉ có dòng iPhone chính hãng mà xài một sim thôi nha cả nhà. Còn bao nhiêu là hai sim một thẻ nhớ luôn, 2 triệu 600 ngàn cho cô anh chị luôn, Samsung A51. Rồi tiếp theo Samsung A03s luôn nha, màn hình 6.5, pin 5 ngàn, 32 GB, RAM 32 GB, 1 triệu 650 ngàn cho cô anh chị ha. Đây này 1 triệu 650 ngàn. Rồi A10 luôn nha, A10s luôn. Đây này A10s có một cây, còn có một cây hơn, bán giá bằng giá cây A10 cho cô anh chị dễ mua luôn. A10s này giá 1 triệu 100 ngàn cho cô anh chị luôn ha. Còn có một cây hả. Còn A10 thì hổng là trái hàng, không có hàng luôn. Rồi Redmi C11 màn hình 6.5, pin 5 ngàn, 32 GB, 1 triệu 250 ngàn cho cô anh chị ha. C11 1 triệu 250 ngàn. Màn hình 6.5, pin 5 ngàn ha, 32 GB, 1 triệu 250 ngàn. Rồi tiếp theo Oppo A15s luôn, RAM 4 64 GB, màn hình 6.4 luôn, 6.5 nha. Oppo A15s hôm nay không có hàng, nay mới có hàng luôn nha. Máy màu xanh đi kèm ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. A15s RAM 4 64 GB, 1 triệu 750 ngàn cho cô anh chị ha. Là cây này nay em giảm 50k đó, mấy đợt trước em bán 1 triệu 8, hôm nay em giảm cho cô anh chị luôn, thanh lý luôn, 1 triệu 750 ngàn cho cô anh chị luôn nha. A15s máy màu xanh, màn hình 6.5 nha. Rồi Vivo nha, màn hình cũng 6.5, pin thì cũng 5 ngàn luôn. Cây này RAM 4 64 GB luôn, Vivo Y19 nha, Vivo Y19 full chức năng luôn, 1 triệu 700 ngàn cho cô anh chị luôn. Y19 1 triệu 700 ngàn nha. Và em có một cây Vivo nữa em review luôn để em quên luôn, Y12 luôn, Y12 còn gọi là Vivo Y2026 luôn nha, Y12 còn gọi 2026, màn hình 6.5, pin 5 ngàn luôn. Rồi cây này giá là 1 triệu 600 ngàn cho cô anh chị luôn ha, 1 triệu 600 ngàn. Cái dòng Redmi luôn, Redmi màn hình 6.5 luôn, pin thì cũng 5 ngàn luôn, RAM 4 64 GB, Redmi 8 nha, Redmi 8 QTC hỗ trợ sạc nhanh,
1 triệu 350 ngàn nha, mà RAM 640 luôn, UTC, tính game liên môn Free Fire được luôn nha. 1 triệu 350 ngàn cho cô anh chị Redmi luôn. Rồi Redmi nha, Redmi 5 nha, Redmi 5, 5i thì em bán rồi, cái này Redmi 5, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, 64GB, Redmi 5 Android 10 chấm, đánh game lưu quân Free Fire được máy mạnh nha, đây này xài rất mạnh luôn nha cả nhà, 1.550.000 cho cô anh chị ha, Redmi 5, full chức năng, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, 1.550.000, máy màu tím luôn. Rồi tiếp theo Oppo ha, em có về Oppo 256GB luôn, Oppo 256GB, Oppo F11 luôn, RAM 8, 256GB, Android 9 chấm nha, Oppo RAM 8, 256GB, full chức năng luôn, đây này giá 2.100.000 cho các anh chị ha, 256GB, 2.100.000, màn hình 6.5, Oppo A31 em cũng có luôn nha, Oppo A31 256GB cũng 2.100.000 cho các anh chị luôn nha. Rồi tiếp theo Redmi luôn, Redmi màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, 32GB luôn, cái này đánh chiến game liên quân Free Fire được, máy cũng mạnh lắm nha cả nhà, xài được tất cả các ứng dụng luôn. Redmi này là Redmi gì em quên, A1 nha, Redmi A1 màn hình 6.5, pin 5.000, 1.550.000 cho các anh chị luôn, 1.550.000. Rồi tiếp theo thằng Samsung nha, Samsung A50s màn hình 6.4, pin 4.000, 6.4, 6.5 nha, RAM 464GB luôn, cây này giá là 1.850.000 cho các anh chị ha, 1.850.000, 2 SIM 1 thẻ nhớ luôn, đẹp trên 95% luôn nha, Samsung A50s RAM 464GB, 1.850.000 cho cô anh chị luôn. Rồi tiếp theo rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây, mong quý cô anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay, cả nhà sẽ đi bán nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình, hẹn clip sau, hẹn cô bác anh chị 6 giờ.